Một nhóm du học sinh trung học người Việt ở bang New South Wales của Úc đã bị đình chỉ học tập sau khi có hành vi bị cho là sỉ nhục lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, khiến cộng đồng người Việt tị nạn ở nước này phẫn nộ trong những ngày qua. Những hình ảnh trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội từ hôm 30 tháng 4 cho thấy một nam học sinh giật một lá cờ vàng ba sọc đỏ treo trên đường phố, rồi sau đó vò và vứt xuống đất và dùng chân giẫm đạp. Vụ việc gây phẫn nộ trong cộng đồng người Việt ở Úc, đa số là những người tị nạn rời bỏ đất nước sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào năm 1975 và xem lá cờ là biểu tượng đại diện cho bản sắc của họ ở nơi xa xứ. Những học sinh đó xé cái cờ và đã có những cái lời rất là thô tục và có những cái hành vi rất là côn đồ để mà nhục mạ và sỉ nhục cộng đồng cũng như là đạp lên lá cờ và đòi đốt lá cờ và có những cái hành vi mà chính quyền Úc cũng như là các cộng đồng người Việt chúng ta không thể chấp nhận được. Trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email, một người phát ngôn của trường trung học Marrickville hôm 4 tháng 5 xác nhận đây là những học sinh quốc tế đang theo học tại trường và rằng vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên của trường. Những quan điểm thể hiện trong video này không đại diện cho quan điểm của trường trung học Marrickville. Cảnh sát đã được thông báo về vụ việc và tất cả các học sinh liên quan đã bị đình chỉ học như một phần của quy trình kỷ luật nghiêm ngặt, phát ngôn viên này nói. Ông Huy cho biết đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt ở Úc phải đối mặt với một hành vi gây phẫn nộ và tức giận như vậy, không chỉ đối với người Việt tị nạn ở Úc mà cả ở Mỹ, Canada và châu Âu. Chúng tôi muốn có một cái sự kết quả mà rất là thỏa đáng để mà cho nó không có những cái sự việc này xảy ra lần thứ hai. Cái điều mà đồng hương mong muốn là phải trục xuất những sinh viên này ra khỏi nước Úc.